Mới đó thôi mà chị em xui sắp tham gia kỳ thi đấu giao hữu trong hội khỏe phù đổng của huyện rồi. Nghe thầy dặn sắp tới các bé nhà mình sẽ luyện tập với cường độ khá cao. Để đảm bảo kỹ năng trong thi đấu nên mẹ cũng khá là chú ý khẩu phần dinh dưỡng mà bổ sung cho chị em xui. Đấy đấy, coi nè, thấy bóng dáng ba lấp ló ở ngoài cửa là chị ta bắt đầu nhoi rồi kìa. Rồi, ba nhớ rồi. Kể từ ngày biết chị em Su có trong danh sách được chọn đi thi, mình cũng có hỏi thầy dạy võ về những điều cần chuẩn bị cho hai bé. Thầy có dặn là luyện tập vừa phải, chú ý ăn uống bổ sung đầy đủ chất. Và còn dặn lui dặn tới cẩn thận, dạo này trở trời mà thêm cái dịch cúm nữa nên chú ý đến sức khỏe của hai bé, đừng để bệnh kẻ tới hôm không thi được lại buồn lắm đó nha. Nói đến sức khỏe đau ốm của con là mình rén liền, nên Trang mới đi tìm hiểu thêm các kênh dinh dưỡng để bổ sung cho con. Thì cũng may là thấy được video của bác sĩ Huy. Bác có nhắc nhở về thực đơn hàng ngày luôn nè. Các món ăn giúp bé tăng cường sức đề kháng mà phụ huynh có thể tham khảo đó là các thực phẩm giàu kẽm, vì kẽm vừa là thành phần vừa là xúc tác để tăng cường sản sinh những cái yếu tố miễn dịch, từ đó tạo nên những hệ thống phòng thủ giúp cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh. Thực phẩm giàu kẽm nên có trong bữa gia đình, ví dụ như là tôm, cua, động vật có vỏ, thịt, trứng, rau, vân vân. Trong đó có một cái loại thực phẩm rất giàu kẽm mà các bé rất thích ăn, ba mẹ nên chú ý, đó chính là phô mai. Hiện tại những cái sản phẩm phô mai giàu kẽm thì được sản xuất bởi những cái thương hiệu uy tín lớn, cung cấp tới 25% nhu cầu kẽm hàng ngày của trẻ là ba mẹ lựa chọn. Đặc biệt sản phẩm còn chứa canxi, vitamin A và vitamin D hỗ trợ miễn dịch và hệ xương chắc khỏe. Áp dụng theo lời khuyên của bác, Trang cũng ngồi chép lại khẩu phần ăn hàng ngày của chị em Su. Đó giờ cứ nghĩ mỗi khẩu phần ăn mình chuẩn bị đều đầy đủ chất, ai dè giờ ngồi xem bác sĩ mới thấy thực đơn cho con mình thật sự là chưa ổn và còn thiếu một số dưỡng chất, đặc biệt là bị thiếu kẽm, mà kẽm lại là dưỡng chất quan trọng hỗ trợ phát triển toàn diện cho hệ miễn dịch của trẻ nữa chứ. Nên là dạo này đi chợ mình hay mua thêm tôm, cua, động vật có vỏ và phô mai cho con nữa nè. Mỗi lần mà được mẹ cho ăn phô mai vuông beo khúp này là mấy em cứ rưng rưng. Tính ra chị em Su vận động cả ngày, nhiều khi bữa chính bữa phụ cũng không đủ, phải có gì đó cho hai đứa đó nạp năng lượng liên tục. Nên Trang khá là an tâm khi lựa chọn phô mai này cho chị em Su à nha. Vừa ăn nhanh tiện mà còn dễ mang đi nữa chứ. Nhớ nha, ngoài lợi khuẩn vitamin A thì kẽm cũng quan trọng không kém, giúp bé tăng đề kháng, đỡ mắc các bệnh vặt vào mùa này nữa nè. Cứ 3 viên mỗi ngày làm tới là ok la, mà Trang phải công nhận phô mai viên này có nhiều vị thơm, tha hồ cho các bé nhà mình lựa chọn mà còn kích thích vị giác của bé lắm nha. Nhìn cái tướng ăn mờ lem thế này cơ mà trúng cái món khoái khẩu của chị em ta là ăn quên luôn mẹ đứng kế bên rồi kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.